Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con người đến hiển trị. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, ngày nay khi đi phỏng vấn để xin việc, người ta thường đòi hỏi những điều kiện về sức khỏe và chuyên môn. Đồng thời tùy một số công việc đặc thù, cần phải có sự thỏa thuận cụ thể hơn trước khi nhận vào làm việc. Cũng vậy, khi được gọi để trở thành môn đệ, Đức Giêsu cũng đòi hỏi môn sinh phải hội đủ những điều kiện cần thiết để chu toàn bổn phận của người thừa sai. Hầu những ai được gọi và chọn thì đều cảm thấy hạnh phúc khi thi hành sứ vụ của người được sai đi. Bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần phải từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài. Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy nực cười và có gì đó thực sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhìn dưới khía cạnh của Kinh Thánh, thì sự đòi hỏi này của Đức Giêsu mang tính tự do cho người đón nhận chứ không phải vì ép buộc, tức là tự nguyện từ bỏ một cuộc sống dễ dãi, an nhàn hay ăn trên ngồi trước để lựa chọn một cuộc sống thiếu thốn, khổ hạnh vì ích lợi và niềm vui của kẻ khác. Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, tức là chấp nhận đi trên con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Con đường đó là một con đường hẹp, con đường của hy sinh thiệt thòi, con đường của tự hủy, con đường khiêm tốn và là con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha hoàn toàn. Thật vậy, từ bỏ chính mình quả là điều khó khăn nhất, bởi vì chính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn sách Đường Hy Vọng đã viết: bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần cua góp lại những gì con bỏ trước. Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ là bỏ tất cả nhưng từ bỏ chính mình thì nhất quyết không bao giờ, bởi vì từ bỏ cái tôi thì phải chăng họ không còn là chính họ nữa, họ đã đánh mất chính bản thân mình rồi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Đức Giêsu muốn các môn đệ ra khỏi sự ích kỷ, tự phụ, kiêu ngạo, để ý Chúa rợp bóng trên cái tôi của các ông, và chính từ đó tôi được trở thành tôi đúng nghĩa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong hội dòng chúng con biết an vui khi chọn Chúa làm gia nghiệp, biết can đảm phó thác cuộc đời mình vào trong tay Chúa, từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình hằng ngày để bước đi theo Chúa trên con đường tận hiến, hy sinh và phục vụ. Bởi đó là con đường cứu độ mà Chúa muốn chúng con thi hành trong cuộc lữ hành trần gian này. Amen.